Cô ở tù đó nha. Anh rên rỉ cái gì? Vậy anh nói đi, bây giờ tôi phải làm sao hả? Ngày xưa ở gần nhà tôi có ông Trọng làm vậy bà vợ đó. Bà vợ tức quá lấy dao thiến. Cách này hay đó, để tôi vô lấy con dao. Tôi giỡn. Buông ra, đừng có cản tôi. Chết rồi. Nó đi lấy dao rồi. Sao? Ông chơi cái gì kỳ vậy hả? Ông vô làm lấy dao để làm cái gì? Ông có biết cái này là khu vực kế hoạch hóa gia đình không? Tôi là con mộng đó ông chú. Nó ra. Bà yên tâm đi, nó không lấy dao, nó lấy thao cho con ói. Anh dám hả? Lập tức biến nó khỏi nhà luôn ngay. Đồ biến thái bệnh hoạn. Nói gì? Ông chú ơi. Hả? Có cái quần dài bà bị mất rồi. Còn có cái quần sọt rồi. Mà giờ ướt rồi. Cho tôi buồn đỡ được không? Để chú giúp con nha. Tôi lại không? Nè, lần sau đừng chơi dài nữa nghe chưa? Cô ơi, tôi có thể ứng lương tháng này được không? Mới giữa tháng mà anh đòi ứng lương rồi. Anh ăn xài gì dữ vậy? Tại vì tôi có gì cần xài. Cô có thể... Tôi ứng cho 1/3 thôi đó. Cảm ơn cô. Ủa, hai cha con đi mua gì mà quá trời vậy? Mua chắc hết nửa cái siêu thị của con ta rồi phải không? Dì không nhớ, ngày mai là ngày gì sao? Thì bữa nay 13, mai 14. À, mai là ngày gì vậy ta? Tôi không nhớ gì hết trơn trời. Gì này? Tôi nhớ rồi, mai là sinh nhật của em bé Diễm Mai phải không? Dạ đúng rồi. Tất cả những cái này là quà sinh nhật nè. À em,
chiều mai á viết thông báo cho mọi người biết là quán tạm nghỉ, chúng ta tổ chức sinh nhật cho Diễm Mai nha. Dạ. Con cảm ơn ba. Ừ. Chú. Ngày mai là sinh nhật của con đó. Ờ, chú biết rồi. Chúc mừng sinh nhật con nha. Hay là ngày mai chú ở đây đi để dự sinh nhật con nữa. Ờ. Nha chú. Nhưng mà ba, hay là ba cho chú ở đây đi, dù gì ngày mai chú cũng được nghỉ sớm mà. Được không ba? Đúng rồi, tôi kêu vô sao? Đi đi. Chuyện ngày mai rồi tới nha. Nói nữa. Làm gì đó? Xuất xa ra cái tên biến thái này. Xa nữa. Xíu nữa. Nhiều xíu nữa đi. Nhiều chút xíu nữa rồi nói chuyện nói vậy hả? Dạ thôi ngồi đó đi. Ít nhất đây cũng là khoảng cách an toàn. Tôi nói cho anh biết, tôi xóa hết hình trong này rồi. Tôi mà giặt được cái điện thoại là tôi cũng giặt luôn rồi đó. Anh nghĩ sao mà đi nghe lời mấy người đó gửi hình lõa lồ cho tôi vậy hả? Rồi bây giờ mấy cái tấm hình đó nè, nó cứ vòng vòng trong đầu tôi nè. Nó chạy vòng vòng trong đầu mi là coi như mi ấn tượng rồi. Khi nào nó chạy ra khỏi đầu. Nói nữa hả? Nghe nè anh chú. Cô đang làm gì? À dạ không. Nếu không làm gì á thì thay đồ ra đây với tôi. À dạ được được, em thay đồ ra liền nè. Mà anh chú nhắn em cái địa chỉ nha. Trời ơi, nay chiều chủ động hẹn mình rồi. Vậy là công sức của mình bao lâu nay đã được đền đáp rồi. Tự sự mình là hiểu rồi ha. Ông chú gọi đúng không? Đi đâu vậy á? Đó không phải chuyện của anh. Nói nghe coi. Tránh ra cái tên biến thái này. Nè, càng ngày tôi càng ghê tởm anh á. Anh có ghê tởm không? Anh có thấy gớm không? Không, bình thường có gì đâu chứ. Tránh ra. Có tránh ra không? Anh có biết mấy ngày nay cá nó chưa ăn gì không? Anh có tin tôi đá xuống hồ cho cá nó rỉ không hả? Hả? Ê. Gặp anh chú mà. Tôi quên. Thật ra tôi tính nhờ cô ra đây là đáng lý ra cuối tháng tôi mới nhận lương, nhưng mà vì chuyện này nói ra thì ngại quá, nhưng mà từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó đó.
Chuyện đó là chuyện gì? Ngày mai là sinh nhật của Diễm Mai. Tôi muốn tặng quà cho con bé. Thì ra anh chú hẹn em ra đây là để giúp tôi suy nghĩ kiếm món quà để tặng cho Diễm Mai. Dù sao cô cũng là con gái, hiểu tâm lý nhau hơn. Thì con bé nó thích cái gì thì anh mua cái đó. Con bé thích đàn. Vậy anh mua đàn đi. Nhưng mà con bé có đàn rồi. Chị mua cái gì liên quan tới đàn, như là sách dạy đàn chẳng hạn. Ừ hả? Vậy mà tôi không nghĩ ra. Nếu tôi nghĩ ra sớm là không phiền tới cô rồi. Thì tôi đối với anh chú có cũng như không mà. Sao cô nói vậy? Cô giúp tôi nhiều mà. Tôi cảm ơn cô còn không hết nữa. Với sẵn tiện, tôi có điều này muốn nói với cô. Điều gì? Thằng Thắng á, ngoài tính tình hơi khờ khờ ra, rồi nhút nhát, rụt rè, thì... Tức là ngoài những chuyện đó ra thì thằng Chả không có gì hết. Nhưng nó có cái này. Anh Châu nói gì em không hiểu. Cái này cô hiểu hơn ai hết mà. Vẫn còn nói cũ như lần trước, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc. Ít ra ông nói cũng được một câu nghe lọt lỗ tai á. Tại sao anh lại đồng ý? Em không hiểu nổi anh luôn á. Em chỉ cho anh một lý do đi. Để anh nói không. Thì anh có nói với ổng là hả? Anh đang nói gì con bé kìa. Em à, có thể là do em đang ác cảm với ảnh quá. Em đang có thành kiến nên vậy thôi. Anh nghĩ là anh ta cũng đang rất là khó xử đó. Cái này thì anh lầm rồi. Sao? Ông nhớ rõ ngày sinh của Diễm Mai. Trước khi ông về ông còn xin ứng trước lưu kìa. Chắc chắn là đi mua quà sinh nhật cho con bé rồi. Dành cho con. Con đã đến bên cha con yêu.